cùng nữa. Chào các bác. Chào các bác. Hôm nay anh em chúng em giới thiệu với toàn thể các bác những mẫu sản phẩm đến từ thương hiệu là CB Audio. Audio. Thương hiệu đến từ Đức. Đúng ạ. Đức anh Đức cả mẫu U cả nhưng mà Đức ngon nhá. U cả là đánh nhau to rồi. Ok, và đây là combo sản phẩm đẩy vang và mic cùng với quản lý nguồn và cảm hoa. Anh em chúng em hôm nay được hãng CB Audio phát hành tài trợ và cũng như là nhà tài trợ Kim Cương chính trong series giới thiệu của 6 series giới thiệu về sản phẩm ngày hôm nay. Hôm nay anh em chúng em xin phép mời toàn thể các bạn cùng quý vị và các bạn cùng xem qua những sản phẩm hiện tại hãng đang có để mua đây. Xin mời anh Công có thể giới thiệu qua được 3 sản phẩm nổi bật ở trên đúng không ạ? Chào các bạn nhé. Chiếc máy các bạn đây đang là một chiếc quản lý nguồn. Và đây là chiếc mic. Mic này to như vậy. Và đây là cái chiếc DSP vàng số. Đấy. Dựa trên cái đặc điểm nhận dạng là nó có cái ký hiệu nhẹ nhạc này thì cái loa người ta nghe này. Cái mic này biểu thị các con laser. Bên kia thì nó chỉ có nhạc bình thường thôi. Và bên cạnh đây là một chiếc quản lý nguồn. Rồi bây giờ em mời anh Công. Em mời anh Công đặt lên trên này. Anh đặt lên trên đây mở ra cho con xem. Này đang lịch sự. Đây là hàng cao cấp thôi nhé. Premium. Rồi trước mặt các bác cùng xem đây là chiếc quản lý nguồn. Anh em mình cũng biết rằng đây. Đây là sản phẩm quản lý nguồn. Bên trong có một cái giấy tờ đi theo đầy đủ. Nhưng mà chưa các bạn thể các anh em chúng em tháo nhanh, tháo nhanh. Bởi vì video này nó hơi dài thì đây là một sản phẩm của nước Đức và được sản xuất của Trung Quốc và được xuất khẩu đi khắp thế giới thôi nhé. Thì hãng lần đầu tiên ra mắt tại thị trường Việt Nam. Đây, trước mặt các bác có nhìn đây là thương hiệu CB Audio với mã sản phẩm là F3. Đấy. Có hai cổng nguồn phía trước và có 8 cổng nguồn phía sau, công tắc bật tắt bypass. Tức là các bác bấm vào bật thì là bật công tắc này là máy sẽ tự động đóng, mà không bật công tắc máy cũng tự động đóng. Các bác nhả công tắc ra bật công tắc này thì nó sẽ đóng theo thứ tự từ 1 đến 8 và tắt là sẽ 8 đến 1. À, khi bấm cái này vào thì nó có nhiều một cầu điện, nó không có tác dụng mà bật tắt từ cửa này các bác nhé. Anh có thể quay cho các bác xem một tí sau. Lâu không gặp giáo sư, kiến thức của giáo sư Tuyên Thông đấy. Ừ, Tuyên Thông. Bác rất đẹp. Đây là cái phần sau này. Phần sau của sản phẩm là có 8 cửa công tắc, 8 cửa ổ cắm được đánh dấu từ 1 đến 8. Các bác nhìn đây, 8 cửa đánh dấu từ 1 đến 8. Đây là dây nguồn này. Đấy. Rất là chất lượng và cái này cắm nó rất là chắc chắn. Con này nó sẽ là đầu 2 cầu và nó sẽ là mấy như đây. Dây rất là to. Dây 3 x 6.0. 3 x 6 ly này, 3 dây và 6 ly một dây, rất là to. Này nó sẽ có một cổng chờ mát ở đây nhé. Cổng tiếp đất. Ok, chúng ta sẽ đến với sản phẩm thứ hai. Em mời anh để xem tin. Sản phẩm thứ hai là cái thiết bị này không chủ yếu trong hệ thống karaoke gia đình chuyên nghiệp. Đó một chiếc DSP vang số. Em mời các bác cùng xem. Đóng gói rất tỉ mỉ. À cái này là hay là có một chiếc điều khiển của remote này. Đấy, remote. Thiết bị đi theo là có dây cáp kết nối với máy tính, cáp USB hai đầu, dây cắm nguồn, pin của điều khiển và sách hướng dẫn sử dụng. Các bác nhé, em sẽ đậy lại và mở ra cho các bác xem cái sản phẩm vang số này. Đó. Đây là trước mặt của cái sản phẩm vang số DSP này các bác nhé. Thiết kế 3 cửa cắm mic ở tầng trước, volume mic, effect, music, các phím tùy chọn dựa trên nền tảng của dòng X. Cái này có mã là NC510 các bác nhé, NC510. Cái này là dòng vang là có bản quyền các bác nhé. Có bản quyền là em đã mua rồi. Cái ra này là sẽ viết mã riêng. Viết mã riêng. Đây là phía sau của sản phẩm là có cổng nguồn công tắc, quạt gió, quạt thông gió, kết nối với USB qua máy tính, cửa RCA input, cửa unplug output và cửa RCA kết nối với một số thiết bị ghi âm chuyên nghiệp. Đấy, đây là tổng quan ngoại thất. 6 cổng ra các bác nhé. Ok. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ đến với nhân vật cuối cùng. Xin mời anh Công. Là một chiếc mic.
kiến thức uyên thâm của giáo sư thì em không thể bằng được giáo sư. Giáo sư là chuyên ở bên đo đạc kỹ thuật, chuyên nghiệp. Đây, trước mặt các bác đang xem đây là tổng quán. Úi dồi ôi, Hai lớp các bác nhé. Đây là cái phần nhân vật chính này, là đầu thu mic và mic thông dây. Con này anh nhìn qua là anh đã biết nó có cái sờ cam phong thành. Các bác nhé, nhìn qua em đã biết là đã có cái quét cái thần số sạch nhất ở trong cái khu của, có nghĩa là trong cái phòng của các bác ấy. Nó sẽ có cái nút scan đấy, không sai đấy. Nút scan này nó có tác dụng là tìm những cái thần số sạch nhất ở trong nhà các bác, để cho các bác hát ra cái tiếng mic nó sẽ hay, nó rất là tuyệt vời. Con này dòng mic này là thường thường là nhìn thấy nó sẽ là dòng sự kiện, đã có một cái này để treo. Bốn cổng anten các bác nhé, hai cửa output unbarang, một cửa mix output sóng đi. Các bác sẽ dùng cái cổng này thì các bác dùng mixer, hoặc là vang số trên 8 siso thì các bác sẽ dùng được hai cổng này. Còn là trên vang số dòng x thì chúng ta sẽ không dùng được hai cái cổng này. Cắm vào nó sẽ không có tác dụng. Anh có thể quay cho các bác xem tổng quan mặt trước nhỉ, cận cảnh tí. À, các bạn nhìn này, thiết kế rất là đẹp. Thiết kế của nó là nó đúng này là mặt phay nhôm. Nhôm xước. Nhìn bên ngoài nó sẽ làm cho cái này chúng ta bấm nó sẽ rất là ma sát, nó rất là thật tay đó nhé. Con này là lăn đi, nó sẽ rất là mượt mà. Vâng, đúng vô cực luôn. Con này với mã sản phẩm là gì đấy ạ? SK555, tức là mã sự kiện. Các có thể quét quét QR code để xác nhận hàng chính hãng. Đó. Chuyên nhập. Nhìn chất mic là nó biết rồi. Ở bên cạnh đây thì anh em chúng em giới thiệu qua về tay mic. Đây là cái phần tay mic. Đây là một tay mic, các bác có thể nhìn thấy là nó sẽ có thể tháo được củ. Tháo được củ rồi. Ví dụ mà các bác không thích dùng các cái dòng này, các bác có thể thay thế bằng các cái dòng củ neo hoặc là củ khác thì vẫn được. Nói chung là nó rất là chuyên nghiệp các bác nhé, không phải hàn xì. Và nó, ví dụ các bác, nhà bác có thể các bác muốn trải nghiệm thêm âm thanh, có thể mua cái củ khác về. Mua củ cao cấp của hãng về, ví dụ thế. Hãng thế thì nó sẽ chất âm của nó sẽ ok. Các bác có thể mua củ của Shure, của AKG hay là của các thương hiệu khác chuyên về những củ mic. Đấy, thì nó sẽ cho chất âm thanh hay hơn, trong sạch sắc nét, chi tiết hơn. Nói chung là cũng mic này thì là cầm nó rất là chắc chắn này các bác nhé. Cầm sướng tay. Ok. Ở tổng quan ở trong đây nữa thì cũng chả có nhiều đâu, là có như là hai tay mic này, mấy cái anten dâu này, dây cắm kết nối phụ kiện đi theo và hết. Các bác lưu ý cho em nhé, tất cả các cái dòng mic xịn đời cao cấp thì nó sẽ tháo được rời như này các bác nhé. Cái đời cao thì nó sẽ tháo được rời như này, còn các cái đời mà rẻ tiền, ví dụ như UX 23, UX 31 hoặc là Byler ở trên thị trường, nếu cái dòng thấp của nó sẽ rất là bình thường, dòng nào cũng tháo được rời ra như này, là hầu hết là dòng cao cấp các bác nhé. Thì đây là một mẫu mic cũng em đánh giá là chưa test nhưng mà sờ có qua cảm quan nó rất là chất lượng, nhìn okay. Độ hoàn thiện của nó rất là cao cấp rồi. Cái này cũng được, nếu mà so với hàng trên tầm trung của thị trường thì nó là dòng cao cấp các bác nhé. Ok, mình ok. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo, đó cục đẩy C800 của CB Audio các bác nhé. Đây, cái cục đẩy ở đây. Anh em chúng em sẽ tìm cách để bóc cái cục đẩy này ra cho các bác xem. Đây là tổng quan ngoại thất này. Tổng quan ngoại thất thiết kế của cái bao bì đóng gói đây, đó là bìa rất là đẹp, đầy đủ, rõ ràng. Bên cạnh đây thì nó có CNO nhập khẩu, model sản phẩm là C800. Bây giờ anh mời anh Úc Úc không bảo. Ok, giáo sư. Giáo sư Văn Lập. Không biết là giáo sư có bao nhiêu cái công trình nghiên cứu mà đã đọc kiến thức mà khá là hơi viên. Ok, thì đây trước mặt các bác đây là cái tổng quan. Đẩy này là thiết kế theo kiểu là dạng mở hai bên. Mở mặt form đây, đây là mặt sau này. Đó, mở cái này được
kiểu mở một bên này, không phải hai bên nữa. Đây hàng trước này nó có vim, đóng gói rất là cầu kỳ. Các bác nhìn này, đóng gói rất là cầu kỳ. Đây là chúng ta có một cái sách hướng dẫn sử dụng của hãng đi theo. Đấy. Ở đây là cái tổng quan sản phẩm. Ui dồi. Con này nghe không vẻ chất thị hết nhỉ? Mặt quay kiểu nhìn nó đẹp ngay. Không những quay nhôm mà còn mặt của nó bằng lốc luôn. Mặt lốc luôn. Đấy. Bây giờ chúng em là sẽ bóc lên đài sản phẩm này ra cho các bác cùng xem nhé. Đây là nguyên đai và sản phẩm nguyên đai nguyên kiện nhập khẩu chính hãng đến từ thương hiệu là CB Audio. Video nó hơi nhộn nhuộn tí, mong các bác hết sức thông cảm. Video nó hơi dài quá nhá. Đây là tổng quan trước mặt này, thiết kế này C800 với công suất đầu ra là 800W, khoảng 800W trên tải 8 ohm. Thì bây giờ sẽ mở cái hướng dẫn sử dụng này ra cho các bác cùng xem, lật ngay đến cái trang gọi là rào gần như là cuối cùng. Đấy. Các dòng này thì có mã là 200, 400, 600, 800 và 1000, 2, 3, 4, 6, 8, 1000. Đấy. Thì 800 là 800W trên 8 ohm các bác nhá, trên tải 4 ohm là 1200W. Đấy, rất là khủng. Nói chung là đánh 2 đôi full 30 thoải mái. Đấy, đây là hướng dẫn sử dụng 2 kênh và 4 kênh manual. Dòng 4 kênh thì nó cũng tương tự thôi, nhưng mà lát nữa anh em chúng em sẽ cố gắng bóc nút ra review. Và cái dòng này nó có một cái điểm đặc biệt, hình như đây là có cái nỗ, các bác nhìn ký hiệu IR này là cổng quang, gọi là mắt cảm nhận quang học. Khả năng là nếu mà đời sau là hãng sẽ thiết kế là điều khiển từ xa hay sao đó, nhưng cái này em không rõ. Con này có một nỗ tròn. Thì kiểu là phiên bản là có thể dùng điều khiển, có thể dùng thêm điều khiển. Tùy thị trường Việt Nam có thể là người ta sẽ bị rút gọn một số thứ. Đây là cái phía sau của sản phẩm này các bác này. Phía sau của sản phẩm là có các chế độ như là Cell Panel hay Bright, độ nhạy tín hiệu đầu vào này. Đấy. Và jack input, jack output, cắm ra loa. Input output bằng jack speaker và cửa ra loa bằng jack speaker. Rất đầy đủ luôn ạ. CB Audio hàng nhập khẩu chính hãng, rất là vinh dự cho anh em chúng em hôm nay được review những cái siêu phẩm nó chất lượng cao cấp như này. Và tiếp theo nữa thì em xin trân trọng kính mời toàn thể các bác cùng xem tổng quan chiếc cục đẩy 4 kênh xem nó khác nhau như này các bác nhé. Anh em chúng em sẽ bóc, và sau khi bóc xong cái sản phẩm này chúng ta còn một sản phẩm cuối cùng nữa, đó là loa CF12 của CB Audio, nhập khẩu chính hãng luôn. Với bao bì đóng gói của những sản phẩm cục đẩy công suất này nó khác hoàn toàn với những sản phẩm hiện tại đang có trên thị trường. Nó có thiết kế rất là nạ và có một chất đặc trưng riêng, thiết kế theo kiểu châu Âu. Đấy. Đây này. Đây là có một cái phiếu hướng dẫn sử dụng như chiếc đẩy vừa nãy. Quyển hướng dẫn sử dụng tiếng Anh gọi là manual. Đây là tại quan nha các bác nhé. Thiết kế rất là to hoàn tráng, bìa đóng gói theo kiểu rất là đặc biệt. Một trong những sản phẩm main power cục đẩy công suất có cái thiết kế rất là nạ, rất là nạ. Như các bác nhìn qua đây, thấy nó thiết kế rất là nạ. Nhìn mặt phía trước của nó, mặt nó có hai cái tấm ốp bằng inox được sơn phủ màu xanh, và cái độ hoàn thiện của nó rất là cao, cực kỳ sang trọng và lịch sự. Và đây là cái chiếc main 4 kênh nha các bác nhé. Thì nó giao diện nó cũng tựa như là cái main 2 kênh thôi, nhưng mà nhìn trong hình khác, hình thức nó sẽ hoành tráng hơn. Đấy. Mắt IR này, nhưng mà không có điều khiển. Con này là chắc ở bên Việt Nam là nó bị cắt bớt rút gọn bản thiếu.
nhưng mà nó rất là cao cấp các bạn nhé, có nghĩa là nó không có nhưng mà nó cũng đã rất là cao cấp. Ở Việt Nam chúng ta thường là vẫn hết đẩy hay dùng văng số thì không cần lắm. Mong muốn là sau này nhà hãng sẽ nâng cấp thêm với phiên bản này, nó sẽ có DSP bên trong thì các bác có thể kết nối bằng cổng USB với máy tính để setup theo những preset có sẵn của nhà hãng hoặc là những preset các bác có thể tự tạo ra. Và cuối cùng đây chúng ta sẽ review đến sản phẩm loa CF12 đến từ CB Audio. Nguyên đàn nguyên kiện nhập khẩu chính hãng. Lần đầu tiên anh em chúng em được nhà hãng tài trợ, hân hạnh tài trợ, mong muốn làm sao được review nhiều cái hàng nó chất lượng hơn nữa các bác nhé. Có lần sau thì bọn em sẽ test cho con. Đây, đây nhá. Ui giời ơi, rất chất lượng các bạn. Các bác nhìn nhìn đẹp thế nhỉ. Rồi em có thể cho một cái gì ở dưới để em lắp ở phía trên. Đấy. Bây giờ em sẽ tạm tạm chân loa này xuống dưới nền đất nhá. Anh cái này thì bên trong là có một thư, thư của nhà hãng này. Đây là vừa thư là vừa hướng dẫn sử dụng. Đó, em sẽ mở ra cho các bác cùng xem. Thư này, đây là hướng dẫn sử dụng của thư bảo hành ấy. Đó. Rồi, ok, toàn tiếng cái này nó có một cái điểm cộng này, đó là hướng dẫn sử dụng khuy treo màu 8 này, hai khuy treo ở trên và một phía sau. Đấy, và độ nghiêng bao nhiêu độ. Khá chuyên nghiệp ấy. Đây là thông số speak được hiển thị bằng Việt ngữ này, sử dụng cổ loa 12 inch và cổ check là sử dụng cùng 44, tần số đáp ứng là 60Hz đến 18kHz, độ nhạy 96dB và công suất mắc pin là 120dB, công suất khởi chạy là 300, công suất chương trình là 600, góc mở họng kèn là 80 độ x 50 độ, trở kháng của nó là 8 ohm, sử dụng jack speak công đầu vào là NN4 x 2. Đây kích cỡ của nó là 36, 37 và 57,5. Đây là hướng dẫn kỹ thuật đấu này, cộng 1-1. Đó, đây là hướng dẫn sử dụng và đọc đầy đủ nha các bác nhé. Đấy. Ok, và đây là cái sản phẩm loa CB. Em mời anh đặt lên trên cái một vật thể nào đó. Đúng không ạ? Đây thì bây giờ anh em chúng em sẽ bế chiếc loa này lên quay tổng quan ngoại thất cho các bác cùng xem nhá. Không phải, nó nặng. Nặng à? Đầm lắm. Nghe phải nặng cứng tay đúng không? Đầm. Đấy. Thiết kế của loa là có một cái thiết kế rất hay. Con này không thể nào mà không trô được, anh quay làm sao đằng sau. Ui rồi, sao cái bảng bảng rắc input của nó hoành tráng này đúng các không ạ? Nhìn cái bảng mạch này các bác thấy khủng không? Chất nhỉ. Rồi em sẽ zoom gần lên cho các bác cùng xem nhá. Đẳng cấp nhỉ. Đây là thông số speak này. Đấy. Chuyên nhập đấy. Con rất này, đẹp. Con này em sẽ test kỹ cùng con học, sẽ test kỹ trong clip lần sau các bác nhá. Thế thôi nhỉ, anh em mình qua thông qua thế là lần sau anh em mình sẽ review kỹ hơn. Anh có thể quay qua mỗi góc một chút để cho các bác cùng xem. Này sẽ mo được này. Có thể nằm monitor này. Và bên cạnh này là có hai cái lỗ ốc để các bác bắn lên trên khuy treo đặt ngang đặt dọc. Nếu mà nằm ngang thì các bác xay họng kèn ra. Đấy. Về phía trước xem nào. Phía trước này thiết kế là có ba cái sọc này, rất là đẹp và logo nằm ở góc dưới bên này. Đấy. Tạo nên một cái thiết kế rất là nạ. Anh có thể quay sang cạnh bên này được không? Đó. Thùng này thiết kế theo kiểu là dạng treo đa điểm. Đa điểm đa dạng, sử dụng theo nhiều góc cạnh để các bác có thể sử dụng. Trên nóc có tổng cộng là 5 lỗ ốc nhá. Trên nóc phía trên này có 5 lỗ ốc này, 1 2 3 4 5. Cái lần sau em sẽ mổ nội thất. Cũng phải mổ lòng non lòng già xem là như nào. Lòng non lòng già. Ok. Thì trên đây là tổng quan về cái sản phẩm mà anh em chúng em giới thiệu toàn thể các bác. Đó là đến từ thương hiệu là CB Audio, gồm có là loa, vang, mix
đẩy, và lần sau nữa cố gắng là sẽ đầy đủ thêm nữa, là có thêm một chiếc loa subwoofer, loa siêu trầm của hãng nữa, hãng thông báo nhưng mà chưa về kịp. Cũng mong muốn là sao mà có được nhiều cái sản phẩm hay và chất lượng hơn nữa để review toàn thể các bác. Đấy. Ok. Đây là phía trước này. À, còn phần bánh quên chưa review. Dưới này thì có một cái nỗ cọc thôi. Con này thì các bác có thể đánh trong nhà, ngoài sân khấu, ngoài trời cũng được. Thấy cái logo có logo đẹp. Logo thiết kế rất đẹp. Rồi. Ok nhá các bác nhá. Các bác qua xem video thì cố gắng xem những cỏ cái hãng CB này, em sẽ sau em review. Bây giờ có quá nhiều thời gian, rất nhiều các bác nào cũng đang xem cái này thì cũng đang rất là theo dõi kênh của em, cũng như kênh của giáo sư Văn Lộc, là một người rất là giỏi về các cái thiết bị âm thanh. Các bác như các bác có thể sang kênh âm thanh Kim Ngưu, các bác có thể là các bác đến âm thanh. Cảm ơn em Văn Lộc nhé. Cảm ơn nhà hãng và cảm ơn anh Công Nguyễn đã cùng đồng hành trong video ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn các bác rất nhiều và mong muốn các bác sẽ lựa chọn những sản phẩm chất lượng cao, xuất xứ rõ ràng và đảm bảo chất lượng âm thanh cực kỳ hay với toàn thể các bác. Xin chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.